Sài Gòn ngày 16 tháng 6 2020, ban đêm khoảng 9 giờ tối. Ở trên lầu 8 hotel gần đường Nguyễn Du. Ở Sài Gòn, ở trong hotel Sài Gòn quay ra ngoài, hotel nằm trên đường Nguyễn Trung Trực, thành phố Sài Gòn, đẹp quá. Sài Gòn về đêm hôm nay bị một mưa rất lớn, hơi như bị lụt không đi chơi được.